Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 3:25, trưa chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Mình đang ở ngay cái chỗ này là cái khu thương mại shopping The South Bay ở bên cạnh thành phố Boston của khu vực quận Dorchester. 3:25 chiều chủ nhật. Tiện ở đây mình chuẩn bị đi chạy xe tới gặp phim để mua ba vé ngày mai, trưa ngày mai đi xem cái phim Avatar phần số 2 đó. Thì có nhiều người người ta nói ở bên Việt Nam, có nhiều người người ta cho rằng ở bên Việt Nam, ở Việt Nam bây giờ hiện đại lắm, không có thua gì Mỹ đâu. Những cái người này họ nói ở Việt Nam không có thua gì ở Mỹ là những cái người thiếu hiểu biết. Bởi vì một người mà người ta hiểu biết đầy đủ đó, người ta nghe nói nước Mỹ là người ta biết là nước Mỹ là một cái nước đàn anh số 1 trên thế giới rồi. Còn Việt Nam là đứng hạng bét, đứng hạng bét từ A tới Z luôn. Không phải là mình nói Việt Nam hạng bét, động động là các bạn hiểu lầm, các bạn cho rằng là mình chê Việt Nam. Các bạn phải hiểu rằng ở Việt Nam của mình có một cái văn hóa đó, là mình phải criticize. Tại vì cái văn hóa của Tây Phương là người ta khuyến khích mình. Cho dù mình tệ hay mình như thế nào, người ta cũng nói ô bạn tốt, bạn giỏi lắm, bạn cố gắng đồ, congratulations, chúc mừng bạn đồ. Còn cái văn hóa của châu Á của mình đó là mình dạy con hay cái gì đó là mình phải chê bai để cho nó tiến bộ. Cho nên khi mà mình mở lời ra mình nói Việt Nam hạng bét, Việt Nam này Việt Nam nọ, là các bạn phải hiểu là trong cái con tim của mình đó là mình muốn ở Việt Nam đó là thay đổi, phát triển, cũng như chính bản thân cá nhân của mình cũng vậy. Hằng ngày như vậy đó là mình hay nhắc nhở bản thân của mình đó. Kẻ thù á là nó ở trong cái bản thân của mình á, chứ không phải là kẻ thù là ai hết á. Tại sao kẻ thù á là nó nằm ở trong cái bản thân của mình, ở trong cái tâm hồn của mình, là bởi vì khi mà mình không hài lòng cái gì đó, mình giận hờn, mình buồn bã, đó là tất cả nó xuất phát từ ở bên trong. Ý mình muốn nói là mỗi lần mình nói Việt Nam bad, Việt Nam này, Việt Nam nọ đó, các bạn đừng có hiểu lầm là mình chê bai Việt Nam. Mình không có cái ý đó, mình rất là muốn Việt Nam là một cái nơi mà mình sanh ra. Nếu mà Việt Nam không có cộng sản, Việt Nam là một cái nước tư bản tự do dân chủ đó, thì mình rất là yêu mến nước Việt Nam của mình. Mình không có cái ý là mình chê. Thì mấy cái người mà người ta hiểu biết á, khi mà người ta nghe nói tới nước Mỹ á, là không bao giờ mà người ta đồng ý á, là Việt Nam á, là nó hiện đại, không thua về Mỹ. Nếu mà nói cái câu đó người ta cười mình chết. Nếu mà ai mà nói cái câu đó người ta cười mình chết. Thì mình đi tới cái gặp phim ngay đây nè. Đó có gặp phim, nó tên là gặp phim Sao B, Sao B số 12. Ở bên mấy cái tiểu bang khác đó, nó cũng có Sao B nữa. Sao B là bên cạnh cái con sông á, B là cái dòng sông á, ở mấy biển á, rồi nó ở hướng Nam. Ở hướng Nam người ta gọi là Sao B. Ở mấy cái tiểu bang, có một vài cái tiểu bang khác người ta cũng Sao B nó. Mình phải nói cho đúng cái địa điểm á, Sao B, mà Sao B số 12. Đó, ai mà xem phim đó là đi vô cái cà ra đó đó. Cà ra đó là cà ra miễn phí đó. Mình đi vô đó mình đậu, mình đi siêu thị, shopping rồi vậy đó. Vòng vòng ở đây là cái khu vực thương mại của quận Dorchester. Bây giờ mình lên cái cà ra đó, mình đậu xe, mình mua ba cái vé chiếu phim. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn á, nếu mà các bạn ở bên Việt Nam mà các bạn muốn xem cái phòng mà chiếu phim mà nó tên là Dolby á, thì ở bên Việt Nam chưa có cái gặp phim Dolby. Và kể cả cái gặp mà gọi là IMAX,
IMAX ở bên Việt Nam cũng chưa có nữa. Cho nên khi mà các bạn nói ở Việt Nam bây giờ không có thua gì ở Mỹ là các bạn nói sai nha. Đó, các bạn thấy trước mặt của mình không? Mới vừa chạy lên đây là người ta có ký hiệu xe Tesla rồi đó. Giống như ai mà chạy xe điện Tesla đó đó. Đó thì đậu ở trên cái tầng cao. Đó, các bạn thấy cái chữ không? Nè, Tesla nè. Đó, xe điện đó. Tiện mình chạy tới đây mình thấy cái chữ Tesla đó rồi mình nhớ trực ra luôn là ở bên Việt Nam chưa có xe Tesla nghe các bạn. Cho nên ở Việt Nam thua ở Mỹ nhiều lắm. Ở Việt Nam thua ở Mỹ á, là Việt Nam chưa có xe Tesla nha. Rồi ở bên Việt Nam á, là chưa có chưa có cái gạp phim, cái phòng mà cái màn ảnh Dolby á. Dolby á, là nó có cái âm thanh Dolby mà cái phim mà mình chuẩn bị vô mình mua vé cho gia đình của mình bà xã với đứa con ngày mai coi á, là cái gạp Dolby, để một chút nữa mình cầm cái vé ra rồi mình nhá cái máy vô cho các bạn xem. Cái Dolby này á, mình coi được 3D tuy đi mà cái màn ảnh của Dolby á là nó cũng to, nó to hơn cái màn ảnh bình thường nha các bạn. Cho nên ở Việt Nam mình chưa có nha, chưa có gặp Dolby nha. Không phải là Dolby là âm thanh Dolby không, mà cái màn ảnh của nó rất là dài, chiều ngang nó rất là dài, rất là to. Bây giờ mình đậu xe vô xong rồi mình đi xuống lầu 1, mình đi tới gặp phim á, mình đặt vé. Đọc vé thì ở bên đây mình đi tới cái máy mà tự động mà cái bảng cái máy tính bảng á, mình in cái vé ra. Bây giờ đi bộ xuống gặp chiếu phim, đặt mua 3 vé. Nếu mà mình mua vé cho một cái nhóm 3-4 người, nhóm đông á, nếu mà mình đi chung á thì mình không có cần phải in vé, không cần phải đặt in vé. Nếu mà mình đi giống như hai vợ chồng của mình với đứa con á, ngày mai á là sẽ đi riêng. Đứa con của mình á là đi tới gạp trước, còn bà xã của mình có công chuyện á thì bà đi tới sau, cho nên mình tới mình in sẵn ra 3 cái vé riêng ra, giờ mình đưa cái vé cho đứa con của mình á, nó đi trước. Rồi sáng cái bà xã của mình đi công chuyện xong á, rồi mình đi tới sau. Còn nếu mà mình đi cùng gia đình á, cùng một nhóm á, thì mình chỉ cần nhá cái điện thoại ra thôi, dùng cái app thôi. Nãy cái xe của mình từ ở dưới cái bãi đậu đó. Cái gạp chiếu phim này nó tên là cái gạp sau B số 12 ở Boston á, sau B. Gặp sau B số 12. Nếu mà mình đi một nhóm chung á, hai vợ chồng với đứa con một nhóm á, thì mình chỉ cần dùng cái điện thoại, mình dùng cái app á, thì mình đi vào cửa thôi. Nhưng mà tại vì ngày mai con của mình nó đi riêng, cho nên mình phải đi vô đây mình in vé. Thì đi vô trong đây họ có cái máy tự động, tự mình in luôn à, ship hàng vô cái máy tự động của mình in vé ra.
Nè cái phim này nè, ngày mai gia đình của mình đi xem cái phim này nè. Phim phim này là phim phần số 2 nè. Ở Việt Nam á chưa có cái gạp IMAX. Excuse me. Ở bên Mỹ mà mình đi xem phim á, mình không có cần phải ship hàng đi tới mua vé. Mình đi tới cái máy này nè, mình tự mình bấm luôn. Còn nếu mà mình mua trên mạng sẵn á, thì mình tới đây nè. Cái máy nó in ra cho mình. Nè ở đây nè, họ có cái chữ nè. Nếu mình đã mua rồi mình muốn in á, thì mình bấm ở đây. Còn bây giờ mình muốn mua mình bấm ở đây. Đại khái là cái này mình ví dụ đi. Hôm nay nè, là các bạn thấy cái gạp không? Dolby nè. 3D mà Dolby á. Còn cái này 3D mà IMAX. Hai cái gạp này là ở bên Việt Nam chưa có. Đó, mình mới tới cái máy in ra ba cái vé. Ba cái vé nè. Cho nên nói ở bên Việt Nam hiện đại không có thua gì Mỹ là nó không có đúng nha các bạn.